Chào cả nhà đang xem trên kênh của em. Thì hiện tại bây giờ em đang có mặt tại mộ của chú Năm Vũ Linh. Thì hôm nay là cái lúc xế chiều, có gia đình của chú Thanh Điền đến viếng mộ của cô Thanh Kim Huệ ha. Đây là phần mộ của cô Thanh Kim Huệ. Còn gì hơn là cô là cái gì của cô Thanh Kim Huệ? Không biết, phải giờ đừng hỏi. Bên cô hay là bên chú à? Đây là người nhà của cô Thanh Kim Huệ ha cả nhà ha. Thời đó có 20.000 một vé đó, đồng hồn ta. Thì ra là chú đi công việc hả? Chú đi công việc hả? Xíu chú xe đậu lại đây. Thường là như vậy. Uống cái gì thì cô bác xem video với quý cái phương thì cho like. Mình ký nha, uống cái gì vậy? Dạ. Gì hả con? Chú. Dạ. Thì hiện tại bây giờ trời đang mưa hả cô chú anh chị ha, không biết luôn. Bữa Chế Phong vô đây về giếng mộ chú Năm cô đâu cũng đâu ai biết đâu. Chế Phong đi vô đây đi quay hết các mộ rồi xong vô giếng mộ của chú Năm. Gia đình của cô Thanh Kim Huệ thì chú Thanh Điền đi vòng vòng hồi sẽ lại đây nha. Chú Thanh Điền đi thăm con công ty. Ở đây là phần mộ của cô Thanh Kim Huệ ha, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ nha cả nhà. Đứng ché dù mấy. Nhỏ nhất trong đây, đây là vua tupper nhà nhí tại mộ của chú Năm Vũ Linh và mộ của cô Thanh Kim Huệ. YouTube tên kênh gì vậy? YouTube vậy chưa chưa có kênh đúng không? Đó, đây cả nhà mình nhớ là ủng hộ nha cả nhà. Con của chị Tiên ha. Đây là toàn bộ của pha não tím hậu cần tại mộ của chú Năm và đang che dù cho gia đình bên cô Thanh Kim Huệ đến để giếng mộ của cô. Đang quay để chửi. Cô đang trang bị cái bình hoa sen á cả nhà. Đó, đây. Cô mua cái này cô mua không?
Dạ. Trước kia là không bước nước không vô hết con. Nước vô cái này nước vô. Dạ. Cái này Thanh Long hỏi thì Thanh Long mua chắc để bên cậu hay sao mà cô nói thôi đừng có mua. Dạ. Cô đang tỉ mỉ những đó hoa sen á cả nhà. Thế đó ai mua rồi cô? Chị lo cho hãy mua, chị lo hãy mua hả? Chị lo hỏi mua cái này. Nhưng mà cô cũng dặn thôi đừng có mua. Cái này cô mua ở đâu này? Cô mua đâu à? Cái này cô mua chiếc Thanh đó, chị Thanh vô nghe không mua được. Cô gửi mất rồi, nhưng mà sẵn có được. Mua hai cặp luôn hả? Không, mua có một hũ à, 600 ngàn đó con. Nhưng mà để nhà ướt không có được. Mình lấy đâu mình che là cô, mình che lại. Không tại ngồi trời chứ trong nhà thì có sao đâu. Đúng rồi đó hơ cô. Hello, chào cả nhà đang xem trên kênh của Khang nha, chú Tiểu Dư Mộ nha. Tiểu Khang, nickname sau lưng đó. À, nickname. Đây, chị kê ra men nào đi hả cô? Ra men chút rồi. Khang mà. Đó là 568 hả? À 75. 75 hả? Rồi thằng gì đó không biết đúng rồi. Càng hay quá. Cầm mấy phút luôn rồi dữ vậy? Đi gấp đi chứ quay gì mười mấy phút dữ vậy? Chị có quay đâu uống chai hả? Chị có quay đâu mà gấp dữ nữa. 7 phút lố rồi kìa. Trời ơi, nãy giờ người ta 10 phút là người ta úp rồi, lố 7 phút luôn. Ai biết không? Quá đông. Nó kêu quay quay biết. Ở cả nhà thì hiện tại bây giờ thì gia đình của cô đang cô Thanh Kim Huệ đang lao dọn nơi thờ cúng bát hương ha cho cô Thanh Kim Huệ. Thì mấy chị hậu cần tại mộ của chú Năm Vũ Linh cũng hỗ trợ che dù, tại vì ngoài trời hiện tại bây giờ đang mưa ha, ha cô chú anh chị ha. Anh Ngọc thì đang sửa lại cái núp búp sen. Sen đó chân ở lộn ơi cả nhà, cái này là anh Giàu, còn đây là Ngọc sau lưng. Ngọc đâu nữa? Ủa Ngọc đâu? Nói gì lộn tùm lum á. Lâu quá không lên lộn. Lộn hồi nãy nó lộn anh Giàu nữa nè. Anh Áo Vàng là vừa mới nhắc nhở mình hả cả nhà. Thì đúng vậy, mình quên rồi, mình nói mình quên đúng không? Hay ta, 575 mà anh cũng biết. Rồi đi đi. Trời ơi, trời, hết
Thế thì hiện tại bây giờ là chú Thanh Điền đang đi lên thăm công ty rồi ha, rồi chút xíu sẽ quay lại mộ, giếng mộ, giếng thăm cô Huệ, rồi mới chở gia đình về ha cả nhà ha. Thì thôi em cũng sẽ kết thúc cái video tại phần mộ của cô Thanh Kim Huệ. Hẹn cô chú anh chị đến tiếp theo của em ha. Nó xanh tươi, nó đẹp.